Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, Nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com những cái căn nhà phải có địa lý Thì quý vị ở nó không đúng là phiền vô cùng. Cái đoạn đường từ Westminster trên đường Magnolia <laughs> từ Westminster qua đến tới Edinburgh đó thỉnh thoảng chúng tôi thấy những cái căn nhà là cứ bị mất mấy cục gạch. Bởi <laughs> vì tối hôm trước đã bị ủi vô. Rồi xem lại ngày hôm qua tôi xem một bản tin nữa có một căn nhà ở trên San Francisco trong vòng năm nay đó, 2022 bị ủi tới hai lần vì cái vị thế nó như thế nào mà chắc vì như thế mà đa phần họ nói rằng những cái tay mà yên hùng xa lộ nó chạy quá tốc độ nhưng mà hồi nãy tôi nghe Ngọc Nam nói có một cái tên nhà mà đụng bị đụng tới 8 lần liên tục luôn 8 lần trong vòng 7 năm khủng khiếp là <laughs> hầu thiều. như là một năm là bị một lần Đúng cứ rồi. cho là như thế đi một năm là hầu như một năm là bị một lần trong vòng 7 năm thì bà này ở Las Vegas bà nói rằng là người ta chụp hình nó nói ở có con đường bà nhà bà ở không phải là trên con đường lớn nó ở trong cái con đường nhỏ mà thấy cũng yên tĩnh nhưng mà không hiểu tại sao mà căn nhà bà bị đụng đến 8 lần rồi lần cuối cùng mới là mới cách đây hai tuần trước bà ở đây ba chục năm rồi nhưng mà bà nói những cái lần mà mới 7 năm trở lại đây thôi thì mới xảy ra những cái vụ mà người ta cứ hít vô trong nhà của bà khi thì đụng vô bờ tường khi thì đụng ở phía trước nhưng mà Thì, điều đó khiến bà lo bà nói không biết đến yeah. chừng nào là nó đụng chết tôi luôn oh, à, tôi là... tại vì trong à. thời gian qua đó những người mà bắt đầu chạy quá tốc độ đầu chạy say xỉn gì đó bắt đầu nó nhiều hơn cho nên là nó cứ ủi vô chỗ uh, của bà như về nhà bà như vậy À, rồi à, cái người mà hàng xóm của bà đó thì ông đó ông ngồi ông ngồi xe lăn mà khi phỏng vấn ông nói đó tôi thích đẩy cái xe ra ngồi phía trước nhưng mà bây giờ tôi không dám <laughs> ngồi nữa tại vì không biết khi nào thì đúng, thì đúng. tôi sẽ bị là trở thành nạn nhân như thế à, cứ tôi đụng không có thấy là không có phải là rất là nặng nhưng mà cứ ủi vô miết như vậy. Nói rằng những người sống ở đây á, bây giờ người ta đã làm một cái bản kiến nghị, người ta gửi cho thành phố là cần phải làm sao ở những cái bản hạn chế tốc độ hay là làm những cái g để mà khi Chớp mà cái, đèn cái để chạy qua cho chậm Đúng lại. Rồi. Nhưng mà sao họ gửi đi mà thành phố ở đó họ cứ không hết có tiền. thèm đếm xỉa gì tới <laughs> những cái người này hết. Cho nên rằng là Ồ, bây giờ ngay. họ lo lắm. Họ nói rằng những đứa nhỏ đi học, đi bộ trên con đường này cũng sợ. Là tại vì không biết tại sao 8 năm mà 7... 7 năm mà 8 lần nhà mà bị đụng bị như vậy là nó cũng bất thường lắm luôn. Nhưng mà dù sao thì nó chỉ bị ủi sập cái bờ tường bên ngoài thôi. Dạ. Yeah. Tức là bà cũng cẩn thận đã trồng một cái cây lớn. Tôi thấy có cái cây lớn để che. Nếu mà ủi đi vào luôn thì đụng cái cây đó. Bên ngoài thì có cái bê tông chút xíu. Còn có căn nhà ở California này họ nói 50 năm qua họ bị đụng bốn mấy chục lần. 50 năm. 50 năm bị mấy chục lần. Bị mấy chục lần thì đây là một trong những bức ảnh mới vào tháng 8 vừa rồi, một trong những căn nhà bị ủi mà là, mà căn nhà của cái người này đó là khi mà ủi là ủi vô luôn chứ không có đụng bà tường bờ tiết gì hết bởi vì nó nằm ngay cái driveway Ngọc Lan. Tức là nó, nó chịu xéo xéo đó Khi mà tăng tốc độ buổi tối mà xây xịn nó ủi Là leo lên trên cái driveway cái chỗ đậu xe bên ngoài nhà đó ủi vào trong cái garage mà cái cửa chính đi vào nhà là ngay đây thì đây là một trong những căn nhà ở California bị ủi vào và người chủ nhà giữ lại những cái bức ảnh này không biết bây giờ bảo hiểm có đời có bán cái bảo hiểm cho cái nhà này không mà lạ lắm nhất định không đi đâu hết á họ nói à. tôi sống ở đây quá nên tôi không à. thể bán cái nhà này tôi đi đâu hết là tại sao ta với bà mà ở Las Vegas cũng vậy bà nói rằng là tiền bảo hiểm nhà bà bị tăng lên yeah, Tại cái chắc hình chắn. nãy Ngọc Lan đưa quý vị xem là ừ. mới cách đây hai tuần thôi tuần trước đó thì người ta chưa có hình ảnh yeah. người ta coi lại nhưng mà bà nói bảo hiểm nhà cứ bị tăng lên như thế yeah. nhưng mà nói chuyện đến nhà thì những căn nhà nãy ở, ở Mỹ mà quý vị thấy nó nó rất là khiêm tốn trong khi ở Việt Nam á, có những cái gọi là biệt thự nhà lâu đài lâu đài chứ không phải là biệt thự nữa. Um, một cái lâu đài mà chủ nhân của cái lâu đài này á ở Hải Phòng đó là đại gia Ngô Văn Phát, người ta còn gọi là ông Phát dầu phải đồng ý trả cái số tiền 6 triệu rưỡi đô la để cho cái lâu đài này nó không bị tịch biên, không bị tịch thu. Lý do là ông này đã bị uh, về cái tội rằng là ông làm những cái chứng từ hóa đơn giả đó để mà mua bán chứng từ đó ví dụ như ở Việt Nam có cái chuyện thay vì mình mua cái đó cái giá tiền nó thấp hơn nhưng bây giờ họ đi mua những cái hóa đơn giá tiền nó cao hơn họ trả cho cái hóa đơn nó bao nhiêu tiền xong rồi họ ăn những cái tiền trên lệch là... thì ông này là làm cái công việc đó ông lập ra 22 cái công ty để mà chuyên bán cái hóa đơn giả đó mà cái tiền mà ông thu được không biết là bao nhiêu mà cái điều mình thấy á ăn cái số tiền như vậy nhưng mà cái án tù của ông á là chỉ có bị có 2 năm thôi hai năm tù cho cái tội mà ông làm như vậy nhưng mà cái tài sản của ông nói là nếu mà ông phải trả lại cái số tiền mà ông đã ăn trong thời gian qua thì bây giờ ông trả số tiền 6 triệu rưỡi bởi vì riêng cái lâu đài này thôi người ta nói á, miếng đất không á là đã trị giá 8 triệu đô la rồi. Hiện bây giờ ở Hải Phòng. Nó nằm ở trên cái khu này gọi là cái khu nhà giàu của Hải Phòng. À, 3.000 mét vuông anh Thủy. 3.000 mét vuông tức là... Rộng à, lắm. Giọng, <cười> dạ. <cười> nó bình đàm bao nhiêu Mấy còn là không nhớ nữa. <laughs> Nhưng mà à, chỉ riêng cái miếng đất không là 8, 8 triệu. Cho nên bây giờ ông đồng ý là ông nộp 6 triệu ừ. rưỡi. Người ta nói là ông này á. Ông này là chỉ là một trong số những người mà có những cái lâu đài như vậy xây theo cái kiểu mà châu Âu mà ở trong đó đó hiện thường á chỉ có hai chục người ở thôi mà là quản gia rồi những người giúp việc chứ gia đình ông thì ở những chỗ khác mà ông không phải là đây là cái duy nhất ông có nhiều cái lâu đài như vậy ở Hải Phòng ở Thái Bình mà trong đó nha nó nó những cái gì mà nó gọi là đắt tiền ở trên thế giới được rinh về đó để mà người ta dùng để xây cất rồi nó có cả những cái chỗ cái mái ở trên là để cho trực thăng có thể đậu xuống nữa thiệt luôn á dạ yeah, có trực thăng để cho trực thăng đậu nữa ờ, rồi trong đó là được mô tả có những cái như không thua gì những cái phim trường hết trơn á quý vị thấy nó đẹp không tôi thấy mấy cái nhà việt nam xây kiểu gì nó hơi quê quê nó làm sao mà trị giá khủng khiếp ở à, tại uh, California, ở Simi Valley, California, cảnh sát hôm nay rất là buồn để báo cho gia đình biết bởi vì cái vụ này uh, mất tích báo chí trên các đài truyền hình địa phương ở uh, quận Cam, Los Angeles cũng đã loan tải cô gái tên là Rachel Castillo, 25 tuổi, có hai đứa con và mất tích từ uh, cả một vài tuần lễ nay. Cảnh sát ngay lập tức họ uh, trong những cái vụ mà mất tích đó, hoặc là chết người đó thưa quý vị cái chuyện đầu tiên mà cảnh sát đi tìm đó, là những người thân nhất thì họ hỏi trong thời gian qua bố của mấy đứa nhỏ này ở đâu hoặc là bạn trai của cô ở đâu đó là thường họ nói những cái vụ mà tấn công bắt cóc này đó là đến từ người đàn ông hoặc là người phụ nữ vân vân thì lẽ đương nhiên gia đình nói ồ cô có chồng mà hai người chia tay nhau rồi thế thì cảnh sát đi truy lùng người chồng thì đến nhà của người chồng không tìm thấy và sau đó thì cảnh sát tìm thấy thi thể của cô bị giết một cách thê thảm luôn ở antelope valley đường đi lên bakersfield đó thưa quý vị đi đi ngang cái cái vùng thung lũng đó thì cái thi thể của cô đã được tìm thấy và trong thời gian qua, cảnh sát truy lùng người chồng cũ. Và đến hôm nay, thì uh, ngày hôm qua, uh, cảnh sát đã đến nhà bố mẹ của cái tên này. Uh, tên này là uh, có cái tên gốc như giống người Hồi giáo vậy đó. Jabab Ali, cũng 25 tuổi luôn, chồng cũ. Thì uh, sau khi cô mất tích đó, người ta không tìm thấy tên này ở đâu hết thì bây giờ cảnh sát biết là hắn đã trốn khỏi để mà chạy lên Victorville thì hậu quả là bây giờ cảnh sát nói tên này là kẻ đã giết và họ đã tìm thấy những cái bằng chứng DNA gì đó và cũng có thể là lời khai vân vân. À, cuộc điều tra hiện nay vẫn đang tiến hành và họ muốn tìm hiểu động lực là tại sao tên Jabab Ali này giết vợ, hai người có phải tranh chấp quyền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ hay không và thường trong những cái vụ án liên quan đến con cái đó là cái người chồng thua và vẫn yêu thương con quá và muốn thăm con người vợ đôi khi không cho vân vân. Hoặc là người chồng bị say rượu nghiện ngập gì đó cho nên nó sẽ xảy ra những cái tình trạng đó. Đó là lý do muốn giết vợ luôn là cái trong trường hợp này. À, chúng tôi có thêm các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo. À, tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai.